Chào tất cả mọi người đã đến với kênh Anh Da Đen Johnny EKB. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn biết thêm về Anh Da Đen Johnny EKB nhé. Mình tưởng anh da đen này chỉ biết chọt chọt cái đàn thôi. Ai ngờ anh ấy biết lái cả Honda không bánh. Kéo ga một phát là cỏ non cỏ già có BD và cả cỏ gây đều toang hết ông giáo ạ. Nhìn anh vừa phát cỏ vừa nhảy cũng đủ biết anh không phải là dạng vừa các bạn nhỉ. Lắc mông eo eo mới chịu. Lỡ tay phát đứt cây cà phê thì về nhà xác định là mất một cây cà phê. Nhìn cà phê cũng đẹp phết ấy nhỉ. Chắc do nhìn anh da đen nhiệt tình quá nên cây cà phê mới đẹp như vậy. Đang uống cà phê thì cứ cắm đầu vào điện thoại. Đáng đời bị bạn chơi khăm giật mình mà ướt cả quần. Nay thì anh da đen thổi sáo đăng lên TikTok. Nhìn đen vậy thôi cũng nhiều tài phết ấy nhỉ. Đang lắc lư dạo nhạc. Xong rồi anh da đen thổi một hơi. Đang thổi ngon lành thì bỗng dưng lệch hơi. Anh cười đến nỗi xít cả hơi. Bài cảm xúc của người ta mà anh làm thành bài tôm en da gì thì tôi cũng chịu. Cũng lại là anh. Hôm nay thì khác với mọi hôm. Hôm nay anh cầm hai cái dùi. Anh đánh vào nhau 2-3 lần. Rồi cả chân, cả tay, cả thân thể anh làm nhích nhích. Và trên môi anh nở ra nụ cười thật trắng tinh. Hóa ra là anh đang đánh trống. Đánh trống mà giống người ta đánh trống múa lân các bạn nhỉ. Nhìn cái bàn này mình biết chắc chắn là quán cà phê Mộc Lan. Ô, kia chẳng phải là anh mập hay cầm cái dùi làm nhích nhích hay sao? Không biết anh uống cà phê kiểu gì mà cúi đầu vào điện thoại như vậy. Chắc là đang xem phim hai diễn viên Tom and Jerry thì phải. Nhìn xuống dưới, hóa ra là anh đang cởi dép và nhún theo điệu silo sộp. Xem điện thoại mà cũng ngâu phết ấy nhỉ, hi hi. Quay gần thêm xem có gì hot không. Á đu, trên tay anh mập có một hình xăm đã chưa kia. Chắc hồi xưa anh mập này cũng lăn lộn tuổi thơ dữ dội các bạn nhỉ. Cái này gọi là cà phê online thì đúng hơn. Từ đầu đến cuối toàn ngắm điện thoại đê. Ô, kia chẳng phải anh Johnny ấy sao? Không biết anh đang suy nghĩ cái gì mà gác chân lên ghế như vậy. Nhìn đằng trước, rồi lại nhìn sang phải phải a, chắc là đang suy nghĩ. Bậy chuột giờ có dính con nào chưa? Để tối còn nấu canh cả đắng. Nay thì anh John tự sướng, quay video đạt 1000 like trên TikTok. Anh ấy rất nổi tiếng TikTok. Và tôi chắc chắn các bạn không biết anh ấy. Các bạn có biết anh áo đen mập mập ngồi gần anh John không? Đó là Táp Tập, hay con gọi là Ai Satoa. Táp cân nặng hơn 100kg. 5 con voi ăn cũng không hết. Các bạn có thấy lợi hại không? Và đến đây thì đã hết video. Mọi người xem video có hay không? Nhớ bấm like và đăng ký cho mình nhé. Và hãy để bình luận nếu bạn có ý kiến hay. Cảm ơn mọi người nhiều.